Tờ tiên chuẩn bị cho đại sự. Biết bố đang nghĩ gì ấy. Bố ơi, bố có thể cho biết bố đang đun nồi gì không bố? Nấu rượu. Chà, nồi rượu thật là to. Mẹ có thể cho biết là chuối để làm gì không mẹ?
Có người qua đây thì rửa thì nó sạch ngay. Mẹ ơi, mẹ lá chuối để làm gì đấy mẹ? Không hiểu đâu. Cái đỏ này á. À, nó có cái này. Chồng bố rất giống một hiệp kiếm. Vâng ạ. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy ạ? Báo đó là dấu hiệu cho thấy một nồi cơm nếp phần ngon. Mẹ có thể cho biết mẹ đi mua cái gạo nếp này vất vả như thế nào không?